Rồi, cô chào các bạn nha. Rồi, hello mọi người. À, các bạn tiếp mà chia sẻ like để chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nha. Tài liệu cô đã gửi trong nhóm rồi nhá. Các bạn vào đầu trang cô để tham gia nhóm nhận tài liệu miễn phí nha. Rồi, các bạn vào sớm thì chúng ta đọc đề trước đi. Để chờ các bạn vào rồi, đông rồi chúng ta bắt đầu học. Rồi đầu tiên chúng ta có câu số 1 là về liên từ nhé Đúng rồi bạn Duyên Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cho cô câu 1 liên từ thì bạn sẽ sẽ dịch nghĩa ra và bạn xem vị trí của các dấu câu nữa này. Thì mình sẽ chọn được cái liên từ phù hợp này. Rồi, chào các bạn vào mới vào nha. Các bạn tin mà chia sẻ like để chúng ta chữa ngay câu đầu tiên luôn nào. Đây là những câu hỏi thường xuất hiện trong đề kiểm tra Được chưa nào? Rồi các bạn cấp 2, cấp 3 có thể học đề này nha Hoặc các bạn đại học cũng có thể học đề này Rồi câu 1 chọn đáp án là gì nào? Cô chưa thấy bạn đưa ra đáp án Rồi chúng ta sẽ có là train rất là bận rộn đúng không? Rồi đáp án là C có đúng không? Có thể có bạn chọn A, có bạn chọn C rồi trên rất là bận rộn chấm 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 cô ấy sẵn sàng giúp đỡ mọi người à, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng vị trí này từ tuy nhiên thì cũng cũng phù hợp với ý nghĩa đúng không từ nhưng cũng phù hợp tuy nhiên là bạn nhìn đây cho cô dấu câu này từ bận không có sử dụng cái dấu câu như thế này chưa yeah. thế nên ai chọn c là sai rồi một c ai chọn một ai chọn c là sai rồi nha một phải là a được chưa? Đấy các bạn lưu ý cho cô. Mình sẽ có từ but, nó sẽ không đứng nó sẽ không đứng sau dấu chấm trước dấu phẩy, nó là vị trí của từ however. Và however cũng nghĩa là tuy nhiên. Rồi qua câu 2. Rồi mình có liên từ cho câu 2 sẽ là gì? Mình sẽ phải hiểu nghĩa nha, mình sẽ có he got wet, anh ta bị ướt. Rồi anh ta bị ướt chấm 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 anh ta quên, quên cái ô vậy thì chỗ này mình điền gì à có bạn chọn B đúng rồi cô có phát lại cái like này á à, bạn nào muốn xem những like cũ thì bạn cứ vào nhóm tài liệu uh, miễn phí này rồi cô hướng dẫn trong này thì nó sẽ có sách học tiếng Anh nhá đặc biệt là cho những bạn nào mất gốc cần xem lại lý thuyết đấy um, để cô like và các bạn có thể xem lại like được chưa nào Rồi bây giờ coi câu 2 chọn gì các bạn à, Sao nhiều bạn chọn B thế nhở Vị trí sau Because of Nó là gì các bạn Nó là danh từ hoặc động từ thêm in mà Rồi Thì ở đây chúng ta có adverb Thì chọn B là sai Về cấu trúc ngữ pháp là sai Nó phải là gì rất nhiều bạn không biết dùng từ since. Từ since này nó bằng với từ because trong trong cái trường hợp này nha. Được chưa? However cộng với chủ ngữ và động từ nha em. Rồi bạn nào chưa vững lý thuyết thì đọc lại lý thuyết đã giúp cô nha, chứ không có thắc mắc nha. Thắc mắc kiểu mà 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 uh, chưa nắm vững lý thuyết ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có since bằng because bằng với từ gì? Bằng với từ s nữa. Đấy, cho những bạn nào chưa biết cách dùng của từ since nhá Trong trường hợp nó làm liên từ nó có nghĩa là bởi vì Đây chúng ta sẽ có là anh ta bị ướt bởi vì anh ta quên mang ô Nha. Yeah. Còn vị trí này, đứng sau Cái này nó phải danh từ hoặc động từ liên minh Rồi, qua câu 3 Câu 3 là câu về từ loại À, lịch like cố định của cô là thứ 2, 4, 5, 7 và chủ nhật vào lúc 19h45 nhé. Và cô sẽ gửi tài liệu lúc trước lúc like để các bạn vô nhận tài liệu miễn phí. Rồi câu 3 thì bạn sẽ xác định cho cô chỗ này mình cần điền danh từ. Sau mạo từ sẽ là danh từ. Được chưa? Thì câu này là gì? Chúng tôi lo lắng về cái việc thiếu hụt nước sạch cho cái dân số toàn thế giới. Bây giờ mình cần sự thiếu hụt Đáp án là gì? Ừ, đáp án là B đúng rồi Tiếp qua câu 4 nào Câu 4 chúng ta sẽ có cấu trúc với suggest Câu 4 này là dễ gây nhầm lấn lắm Nên là các bạn đọc kỹ đề đi Câu 4 ấy Các bạn ơi các bạn tin và chia sẻ like tích cực nào Ít tim quá Ít tim và ít ít xe thì có sẽ giảm lịch like lại rồi bốn thì có thấy là bạn thì chọn c bạn thì chọn d thế bây giờ xe là d vì sao bạn thấy cho cô này nếu sau cái này nó là động từ liền thì em chọn là động từ thêm in nhưng đây em sẽ thấy ta cộng với chủ ngữ thì đây nó sẽ phải là động từ mà nguyên mẫu hoặc là có sút thế chúng ta sẽ có sút nha chúng ta dùng câu đầy đủ là có sút nha trong trường một số trường hợp thì người ta sẽ sẽ lược bỏ sút đi thấy chưa nào thì tôi định nghị rằng chúng ta nên nên save money tiết kiệm tiền cho những cái người nghèo trong cái khu vực mà chúng ta sống thấy chưa thì bạn sẽ ghi cho cô cấu trúc mà nếu cái này cộng mệnh đề thì mệnh đề nó sẽ đi với động từ có sốt hoặc là nguyên mẫu còn khi nào nó cộng với động từ liền thì em mới cộng với động từ thêm minh thấy chưa nên ai chọn C là sai nhá Rồi bây giờ mình qua câu 5 này Câu 5 là một câu hỏi đuôi Câu hỏi đuôi thì các bạn lớp 8, lớp 9 là đã học rồi nhá Câu này sẽ gặp trong đề thi 9 lên 10 Thì mình sẽ chọn ngay cái đáp án gì? Đáp án là C Có thấy nhiều bạn làm đúng đó Đây là một trường hợp đặc biệt á có thể là nhiều bạn không 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 biết tại vì sao? tại vì ở đây nó là cái đại từ bất định này thì yêu cầu đuôi nó sẽ sử dụng cái đại từ nhân xưng là t thấy chưa? suggest có nghĩa là đề xuất đề nghị nha em rồi thì chúng ta sẽ có t cái đuôi cái đuôi này phải luôn phải dùng cái cái, cái đại từ này vậy suy ra mình chọn ngay đáp án c tại vì c chỉ có c có có cái đuôi này thôi Được chưa? thì bạn sẽ ghi vô vừa cho cô câu hỏi đuôi khi chủ ngữ là đại từ bất định chỉ người thì đuôi sẽ là T được chưa nào rồi bây giờ mình tiếp mình qua câu số 7 nha rồi bây giờ mình sẽ xem câu 7 là một câu về mệnh đề quan hệ được chưa tay về mệnh chúng ta sẽ có là gì mệnh đề quan hệ trí người Woman mà nó là gì người phụ nữ Được chưa rồi cảm ơn bạn quang tấm câu sáu mới à câu sáu đây câu sáu bị chia mất rồi câu sáu dưới này nha em chúng ta có câu sáu là một câu điều kiện cái này lớp mấy mình cũng có thể học được nha bạn yêu gia đình Chúng ta sẽ có câu điều kiện đó. thì cấp 2 em học lên cấp 3 em cũng có học lại á. nên các bạn cấp 2, cấp 3 là học được. Bây giờ chúng ta có câu điều kiện mà đây chúng ta sẽ có gì? Tương lai. Vậy suy ra đây là câu điều kiện loại 1. Loại 1 thì ở đây chúng ta có mệnh để ít sẽ chia ở thì hiện tại đơn. Đúng không? Rồi những bạn mất gốc thì chúng ta sẽ học lại phần thì cho cô trước nha Tại vì ví dụ như chỗ này cô hướng dẫn là thì hiện tại đơn thì em phải biết là thì hiện tại đơn nó là được chia từ như thế nào này Có một số câu Ví dụ như câu 4 này, câu 3 thì bạn mất gốc vẫn có thể học được nè Cô nói thì bạn ghi lại thôi Nhưng có những cái câu nó nằm trong cái chuyên đề mà liên quan á Thì ví dụ như câu 6 này thì bạn sẽ khó hiểu Nói ít nhất là bạn phải nắm được phần thì thì bạn mới có thể theo kịp được rồi câu 6 chọn A là đúng rồi nha. Hiện tại đơn đáp án là A nhá. Rồi bây giờ qua câu 7 mình đề quan hệ nào. Mình đề quan hệ chỉ người. Thì chúng ta sẽ loại đi được A và D đúng không? Rồi 7 là gì các bạn? Thế bây giờ who hay whom mình phân biệt như thế nào? đừng quên thả tim và chia sẻ like nha mọi người chúng ta sẽ được học miễn phí và nhận tài liệu miễn phí theo lịch sau đấy nếu các bạn tích cực rồi mình sẽ có sau này nó là một động từ thì em sẽ chọn do cô lá b nhé vì sau hôm là chủ ngữ cộng với động từ Tiếp câu số 8 này, câu số 8 này thì dành cho các bạn nào còn yếu mình cũng có thể làm được này Vì câu 8 là một kiến thức lớp 6 học rồi Câu 8 thì cô nghĩ là không bạn nào làm sai nữa vì lớp 6 là mình đã học rồi còn nếu mình câu 8 mình vẫn chưa nắm được thì có nghĩa mình đang mất gốc. Câu này không phải về liên từ, câu này về chia động từ thì quá khứ đơn. Vì là mình có yesterday, ngày hôm qua thì động từ này sẽ ở dạng id. Đó. À, đáp án là D nhé. Tiếp câu số 9 nào. Câu số 9 là một câu về từ vựng. Rồi mình sẽ có câu 9 về từ vựng nào. Yêu cầu em phải dinh nghĩa thôi. thì bây giờ mình sẽ sẽ dựa vô cái bến sau này tôi cười từ đầu đến cuối có video hiện tại đơn nha em ở đầu đầu trang luôn đấy hình như vậy đấy ở trên trên kênh này của cô thì có rất là nhiều video về lý thuyết cơ bản các bạn có thể vào xem rồi tôi cười thì nó phải là phim hài đúng không thì phim hài mình có sẽ có đáp án là B nhá tiếp qua câu số 10 này khi bạn nhìn đáp án nha, cô hướng dẫn các bạn này Khi bạn nhìn đáp án các bạn thấy là đều là một từ mà chia ở các dạng khác nhau á Thì câu này là câu về ngữ pháp chia động từ Được chưa? Thì ngữ pháp chia động từ ấy Đều là to build, nó là xây dựng á nó được chia ở các thì với lại dạng chủ động bị động Rồi các bạn mất gốc chú ý cho cô, cô đã có video hướng dẫn ở đầu trang rồi bạn vô xem lại nhá Video mới nhất của cô ấy rồi bây giờ mình tập trung vào cái đề này nào. Rồi, bây giờ mình sẽ có gì? Trạng từ chỉ tương lai thì câu này nó sẽ là câu ở tương lai, đúng không? Ở đây là gì? Một cái trạng nó thủy điện sẽ được xây dựng vào năm tới. Năm tới thì chắc chắn không thể là quá khứ được đúng không? Mình loại đi những cái quá khứ này. Hiện tại bản thân cũng không phải, đúng không? Quá ở tương lai mà. Đấy, loại hết, còn lại mỗi C. Câu này làm phương pháp lại trừ là ra luôn Đây chính là cấu trúc bị động của thì tương lai đơn Nói xem nào Qua câu 11 câu hỏi đuôi đặc biệt Rồi câu 10 cô mới giải thích xong Không phải B không phải D vì sai thì nha em Next kia là năm tới Năm tới thì là tương lai Đó và câu hỏi đuôi với cái đầu đặc biệt đó là I am Câu này cô đã chữa trong like ở buổi trước Bạn nào có xem like buổi trước thì sẽ làm được câu này Đây, những cái câu mà cô chữa này là Toàn những câu trích trong các đề kiểm tra của bạn cấp 2, cấp 3 ra đấy Đề này là cô soạn và cô chọn lọc ra đấy Rồi các bạn chia sẻ tích cực cho bạn bè mình vô học đấy nha Bây giờ đáp án cho câu này thì bạn sẽ ghi nhớ cho cô luôn nhá Đây là quy tắc khi thấy đầu là I am thì đuôi sẽ là aren't I chưa? Vì đầu khẳng định thì đuôi phải phủ định Đuôi phải phủ định thì không được chọn A và không được chọn B Và bây giờ mình sẽ mượn cái động từ to be là aren't Đi với cái đại từ là ai Thấy chưa Cái là câu trường hợp đặc biệt rồi Đấy, Bạn sẽ ghi cho cô là khi nào thấy I am thì cái đuôi là aren't I Không cần dịch cái đoạn phía sau Câu 12 nào 12 là câu về từ để hỏi Rồi bạn tin và chia sẻ lại câu chuyện câu 12 nào Câu 12 bạn sẽ thấy này Dress is To go from Hà to Hồ Chí Minh City by plane. Đây câu này là câu hỏi về mất bao nhiêu thời gian để làm gì? Đây chúng ta sẽ có làm mất bao nhiêu thời gian để đi từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay? Câu này phải câu how far không? How far thì nó có thích ở đây không? Không. Câu này phải how far không? Rồi rất nhiều bạn chọn D. Ngày mai thì sẽ có cái video của ngày hôm nay phát lại nha em Câu 12 chọn đáp án gì? Câu 12 bạn thấy from to Thế là bạn chọn chọn D là bạn mất điểm rồi Trong khi câu này rất là dễ Mất bao lâu thì phải là how long nha Rồi câu 12 là một câu cơ bản Ôi câu 12 nhảy lên câu 16 này Cô đánh bị nhầm số này Bây giờ qua câu 16 nào đây là hỏi khoảng cách Đây đang hỏi về khoảng thời gian mất bao lâu Vì mình sẽ dựa vô cái cụm mà take? này này Chưa Rồi câu 16 nào 16 chúng ta sẽ có Liên từ Liên từ câu 16 Bạn xét cho cô ở đây nó là vấp binh này thì em có dùng A được không? Cô thấy rất nhiều bạn đang chọn A. Ở đây là động từ thêm in thì đây em có dùng cái này được không? Rồi em nhầm Rồi các bạn nào chưa biết lấy tài liệu ở đâu Xem like ở đâu, lấy đề ở đâu Thì bạn đọc tờ giấy này giúp cô nha Chúng ta tích cực chia sẻ like nào Để chúng ta sẽ được học miễn phí Và nhận tài liệu miễn phí nhá Còn Còn, con ai chưa vào nhóm thì bấm vào đầu trang sẽ có link nhóm này Rồi tại sao lại chọn C và D được các bạn C này không C này là đọc sai đầu tiên luôn Despite không đi với Earth In spite này đang bị đi với Earth này. Cái này nó cũng là gì cộng nào với bóp in mà Bây giờ bạn loại trừ ra hết rồi còn lại cái gì Rồi cảm ơn bạn Thu Huyền À vậy D tại sao lại D được D loại chứ Loại 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 à có sorry <laughs> nhầm cái này cộng đao vấp in Đây vấp in đúng rồi chọn D nhá cái này mới loại này cái này cộng adverb này có nhìn nhầm rồi cộng nao vấp in thì chúng ta suy ra đáp án là b nhá rồi một cái rất hay nhầm lẫn đó là cái này không có ở và cách dùng của cái này thì giống với này này cộng nao vấp in nhá Được chưa Rồi, đáp án cho câu 16 nó là D nhá. Được chưa nào? Mặc dù mặc dù về ý nghĩa là hai cái này nó bằng nhau, mình bỏ vô đây nghe thì nó vẫn thuận đúng không? Nghe thì nó vẫn thuận. Nhưng mà về mặt cấu trúc nó bị sai này. Đáp án đúng nó là D nhá. Ai chọn B là bị sai, được chưa? Rồi hú hồn em tưởng em chọn sai Em phải kiên định chứ cô giả vờ một cái là Em thay đổi ý kiến là không được đúng không Bây giờ mình sẽ qua câu 17 Câu 17 chúng ta sẽ có chọn từ để hỏi giống như câu 12. Nhưng mà chỗ này người ta cho mình cái câu trả lời thì mình sẽ căn cứ vào câu trả lời để mình chọn từ để hỏi. Có phải là when không các bạn? Có phải là hỏi khi nào không? Người ta có cái từ gì nhỉ? Every August. Nó chỉ cái gì cái tần suất. Đúng không? vào mỗi tháng 8 thì cái lễ hội này được tổ chức khi mà em thấy câu trả lời nó là in August thì em mới chọn đáp án là when còn every August nó phải là gì how often đấy nên chỗ này không không cẩn thận lại nhầm cần soát nha không phải hỏi là khi nào nhá khi câu trả lời nó là in August thì em mới chọn là when ok chưa nào team tích cực chia sẻ like tích cực qua câu 18, 19 nào Bạn đọc đề đi Câu 18 chia thì Rồi câu 18 chia thì Giờ cụ thể cộng thời gian tương lai Thì mình sẽ chọn thì gì Rồi em nghĩ là B Rồi một số bạn chọn A Các bạn thì chọn D em này đây nó có từ tomorrow ngày mai nó phải là tương lai nhá thì bây giờ em sẽ thấy a nó không đúng rồi a là phải loại đầu tiên về ngày mai mà vậy chúng ta sẽ loại đi đáp án a à. bây giờ tương lai gì đây rồi có nhiều bạn không biết d là thì gì luôn rồi tiếp theo mình không có cấu trúc nào chia thì như đáp án b cả một là will cộng nguyên mẫu là thì tương lai đơn mà nếu như tương lai tiếp diễn thì phải có bi Thấy chưa nào Đây mình loại Bây giờ mình C, C này là bị động Câu này thì không bị động, chúng tôi học tiếng Anh Thì câu này câu chủ động, loại Đấy, còn lại đáp án là gì D Và dấu hiệu nhận biết rất là rõ ràng rồi Đó là 8 giờ Đấy chưa nào Có giờ cộng thời gian tương lai thì nó là tương lai tiếp diễn nhá Tiếp câu 19 Rồi câu 19 này thì Nó là cái Từ để hỏi và bây giờ chúng ta có câu trả lời là in much thì câu này là câu dễ có bạn nào chưa vào nhóm tài liệu miễn phí chưa nào bạn bấm vào đầu trang sẽ thấy link nhóm nhá và cô sẽ gửi tài liệu vào trước các buổi like thì bạn tham gia để bạn nhận tài liệu được chưa nào rồi ngoài sách học để like xem lại like thì cô sẽ còn có những cái bài chia sẻ về cách học tiếng Anh nữa Đấy, thì các bạn tham gia Rồi, câu này, câu trả lời nó là vào tháng 3 thì nó sẽ hỏi về thời gian Đúng không? Trời sao câu 19 lại nhiều bạn sai thế? Hồi nãy cô có giải thích ở câu 17 rồi mà In cộng với thời gian thì nó phải là gì? Tại sao là B với C được? Ủa hỏi tại sao mà? Hỏi bạn sinh vào khi nào? Tôi sinh vào tháng 3 How là như thế nào? Where là ở đâu? Còn thời gian thì phải chọn là when chứ Rồi tiếp câu 20 nhá Trời ơi, hôm nay ai chọn A thôi nên em chọn A Thế đi thi thế là mất điểm rồi Tiếp câu 20 nào Câu 20 là câu về từ vựng Yêu cầu em phải dịch ra thôi Câu về từ vựng nhá Từ vựng thì phải dịch là Năng lượng hạt nhân Chúng ta còn nuclear energy Là năng lượng hạt nhân Có thể cung cấp điện Cho cái nhu cầu của toàn thế giới Nhưng mà nó rất là gì nó rất là nguy hiểm Đúng rồi, năng lượng hạt nhân thì nó rất là nguy hiểm Thì mình sẽ có từ nguy hiểm là đáp án C Ngược lại với nguy hiểm sẽ là an toàn là đáp án D Được chưa? Unlimited là không giới hạn và cheap là rẻ Này chúng ta sẽ có năng lượng hạt nhân thì nó nguy hiểm nha Rồi tiếp 21 Những thứ vựng mình không biết mình ghi vô vở lại nhá Mình có thể ghi luôn các từ khác luôn Đây cũng là những từ thường gặp Ok chưa nào Rồi tiếp tục tin và chia sẻ like nào các bạn ơi Mình còn 10 câu nữa mới hết Để Ai chưa tham gia nhóm thì sẽ bấm vô tham gia nha Rồi cảm ơn bạn Thắng học cô cuốn quá à. Vậy thì mình sẽ tích cực học đều vào lịch này được chưa nào bạn nào mà chăm học thì chắc chắn điểm điểm kiểm tra sẽ cao vì đề cô toàn lấy trong các cái đề kiểm tra đấy bây giờ mình có câu 21 liên tử được chưa bây giờ cô hướng dẫn các bạn loại trừ đầu tiên mình sẽ loại trừ đáp án a à không mình sẽ không phải trừ đáp án a mình sẽ chọn đáp án a nhé mình loại trừ những đoạn còn lại vì tất cả đều cộng với s verb được chưa và cái này nó là nào thế là chọn được ngay đáp án a luôn Đây mình sẽ thấy này. Cái này cộng nào, or verbing cái này hồi nãy ghi rồi, đúng không? Thì mình có là the series story là cái cái cốt truyện rất là ngớ ngẩn, được chưa? Nhưng mà nhiều người vẫn thích cái bộ phim đó. Thì bạn sẽ thấy là gì? Đây chỗ này bạn đâu có thấy động từ đâu đúng không? Tiếng Anh lớp uh, mấy vậy ạ? À? Cái này lớp cấp 2, cấp 3 là đại học em đều có thể làm được nha, tại vì những cái câu cô trích ở đây là đều trong cái các cái chuyên đề trọng tâm cả được chưa nào đáp án d nó cũng có nghĩa là tuy nhiên nha bạn văn trọng tuy nhiên nó bằng với however nhé rồi câu 22 nào Rồi hầu như các bạn ở đây đều chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ hết đúng không? Rồi, cô chúc các bạn sẽ đạt điểm cao nha. Và muốn được điểm cao thì các bạn xem này like. thường xuyên Rồi bây giờ câu 22 Chúng ta sẽ có gì? Đi bộ Khi mà đi bởi phương tiện gì á Thì em sẽ dùng cho cô là bài Cộng phương tiện Nhưng mà riêng đi bộ thì không dùng bài Riêng đi bộ này phải dùng on Được chưa? On foot Thì em ghi cho cô là đi bộ còn đi bằng phương tiện khác như xe đạp, xe máy, máy bay, tàu gì đấy Thì mình sẽ dùng bay nhé Ok chưa nào? Tiếp nhá câu 23 Ôi mình còn bài câu nữa xong cái đề này Câu 23 mình sẽ có một câu so sánh so sánh ở chỗ này thì em chú ý cho cô vị trí này mình sẽ điền tính từ vì dọc vì đây nó là danh từ được chưa? Đây chúng ta sẽ có Diwali một cái lễ hội Hindu lễ hội ánh sáng nó là lễ hội quan trọng nhất trong năm ở Ấn Độ em chú ý đây là quan trọng nhất trong năm vì em sẽ thấy ra nếu mà quan trọng hơn hay quan trọng bằng thì nó phải có gì? sao có hai đối tượng ấy, so sánh ấy. Còn đây là nhất luôn, được chưa nào? Khi so sánh hơn hay bằng thì có hai đối tượng cái này hơn cái kia, cái này bằng cái kia. Còn nhất là trong gì? Trong cả năm luôn. Ừ. Nhất thì em sẽ phải có từ gì? To most. Bây giờ mình chỗ này mình tính từ thì mình sẽ chọn đáp án là B. Cái này là tính từ, còn cái này là danh từ này. Giờ cái này có most nhưng mà đây là danh từ. Nhưng chỗ này em phải điền tính từ vì đây đã là danh từ rồi. Đấy. Tiếp 24 nào, lại liên từ. Đề này khá nhiều liên từ đúng không? Liên từ phải dịch nghĩa nha. Họ đã dành một cái khoản tiền rất là lớn vào bộ phim chấm chấm chấm. Nó không có thành công lớn, không có thành công vang dội. Rồi, chỗ này mình sẽ điền là gì? Tuy nhiên, rồi, đến câu này thì nhiều bạn làm đúng rồi nhé Tiếp, 25 25 là Tình, à Ấy, chúng ta sẽ có 25 là câu đưa ra Lời đề nghị Hay chúng ta có gì? That would be great Đây, mình sẽ có vớp in này Thì em xét cho cô đáp án A, B, C, D Cái nào cộng vớp in thì em chọn đó Rồi em nào vào sau Muốn xem lại like và muốn lấy đề Thì em bấm vô đầu trang và tham gia nhóm tài liệu miễn phí để lấy nhé Like này thì qua ngày mai cô mới đăng lại được được chưa nào Rồi câu này chọn B nhé Cái này cộng bóp in thôi Tiếp có 26 Chia thì In cộng 5 trong quá khứ thì Là thì gì Đề lấy cách nào cô cô gửi trong nhóm Em vô tải về thôi bạn Duyên Em đấm đầu trang cô sẽ có cái link nhóm á Em tham nhận ra nhóm rồi em vô tải đề về Thế là làm bài thôi Rồi bây giờ câu 26 rất là dễ đúng không Thì quá khứ đơn thì em chọn đáp án là gì V đi thì Em chọn đáp án là B Anh ta chuyển tới đây khi nào Anh ta chuyển vào năm 2004 được chưa? Tiếp Câu 27 nào Câu điều kiện Lớp mấy vậy cô? Cấp 2, cấp 3 đều học được nha Đại học Rồi câu 27 là B hay là C các bạn? Bạn xem cho cô đây câu điều kiện loại mấy? Đây hiện tại đơn thì đây là điều kiện loại mới 25 không chọn C vì less cộng động từ nguyên mẫu nha em Câu 27 chúng ta chọn đáp án là B Vì đây là câu điều kiện loại 1 nha C này sử dụng trong câu điều kiện loại 2 rồi Em có thể xem lại lý thuyết về câu điều kiện trong sách học tiếng Anh 25 chuyên đề trọng tâm thì có chi chuyên đề câu điều kiện Em mở ra em đọc lại nhá Xem lại cấu trúc và cách dùng Hay chưa? Rồi được xem nào bây giờ qua 28 nhá Tiếp tục 28 là câu điều kiện luôn Thì bây giờ so sánh 27 với 28 này Khác nhau 27 ở đây chia ở hiện tại đơn Còn 28 thì chia ở gì đấy Vậy suy ra cái 28 này Chắc chắn không phải là loại 1 Đúng không Vậy chắc chắn không thể là đáp án B được 28 mà ai chọn B là sai Vì nó khác hoàn toàn với 27 này Mà 27 loại 1 thì 28 không thể là loại 1 được Động từ đây mà quá khứ hoàn thành sao? Quá khứ đơn, loại 2. Loại 2 thì hồi nãy cô đã nói rồi, Word cộng nguyên mẫu. Vậy suy ra ở đây mình sẽ đáp án là gì? Em không có gốc mà thi giữa kỳ rồi thì phải làm sao? Thì bây giờ em phải đặt cái mục tiêu là thi cuối kỳ mình sẽ đạt điểm cao đúng không? Thì bây giờ em sẽ học lấy gốc. Các bạn có thể đăng ký. Đăng ký lớp lấy gốc nha, sắp khai giảng. Sau 4,5 tháng bạn sẽ lấy được gốc chắc chắn luôn Rồi chỉ chăm xem like của cô mà vẫn thi được 9 điểm này này Rồi câu này chọn C nhá Ví dụ như khi mà bạn đi thi bạn thấy câu 2728 Thì bạn phải suy nghĩ dùng phương pháp loại trừ Nếu như bạn không thuộc cấu trúc được nè Tiếp 29 nào Học ngữ pháp mà không biết từ vựng á thì sẽ nhiều câu sẽ không làm được đâu em nhé. Từ vựng yếu thì em học từ vựng ở trong sách giáo khoa của em trước nè. Còn nếu như mà em rất là yếu luôn thì sẽ tìm những cái chủ đề cơ bản để học. Cô có hướng dẫn bất gốc học gì ở trong cái video đầu tiên, cái video mới nhất của cô ấy bạn có thể xem. Câu 29 chúng ta có từ the reason. Ai mất gốc mà muốn nghe hướng dẫn như thế nào thì lát nữa cô like xong cô sẽ hướng dẫn nha. Bạn có thể vào nhóm này đi Nhận tài liệu Rồi lý do Tại sao anh ta lại không cưới cô ta Thì nhớ cho cô ở đây chúng ta sẽ có Cái trạng từ quan hệ Câu này là thuộc chuyên đề mệnh đề quan hệ này Và trạng từ quan hệ chỉ lý do Thì em sẽ chọn số cô là why nhé Đó chính là lý do tại sao Why chính là tại sao này Anh ta không cưới cô ta Hay thế nào Phát âm đuôi S, đuôi IS Cô có làm video rồi em, đuôi đi nữa Rồi tiếp mình sẽ qua câu 30 Câu cuối cùng Câu này cũng là mệnh đề quan hệ này Có nhiều bạn học lớp lấy gốc này từ mất gốc nha, có nghĩa là bạn thi toàn dưới 5 điểm mà sau khi học lớp lấy gốc 4 tháng rưỡi thôi. Bạn lên 9, 10 là bình thường, được chưa? Bạn có thể hỏi là ở đây có ai những lớp đã đã học cái lớp lấy gốc của cô? Bạn Trọng này, bạn Văn Trọng đang học cái này, bạn thi được 9,5 này. Rồi câu 30 đáp án là gì nào? Rồi hu who và hum khác nhau như thế nào ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ loại trừ đáp án đầu tiên là cái này. Vì cái này chỉ người. Còn cái này dành cho vật thôi. Được chưa? Thì sau hô nó là động từ Còn sau hôm là chủ ngữ và động từ Thì em sẽ xét cái cụm đây này, này Em xét đây chúng ta sẽ có cái này là cái gì Chủ ngữ và động từ hay là động từ Nhóm ở đầu trang cô em Nhóm đầu trang mà cô đăng like đây này Ở phần tiểu sử gói link nhóm Em bấm vô tham gia là được Bạn Thảo Rồi bây giờ em thấy you want Not you là chủ ngữ đúng không Want là động từ Đấy vậy thì em sẽ thấy cái nào chính là đáp án Còn cái này thì nó sẽ cộng với danh từ Rồi đáp án đó là B đúng không Đấy cả Kể cả bạn nào chưa học mệnh đề quan hệ mà nghe cô nói như thế này là bạn vẫn chọn được B Vì nhìn đây phân tích ra là thấy luôn này Rồi bạn uh, Phước Lộc um, Mình muốn đăng ký lớp lấy gốc này á thì mình vô nhóm này mình nhá, là mình nhắn tin cho cô nhé Hoặc là mình nhắn tin là cô hướng dẫn Em không có gốc à, Không biết bắt đầu từ đâu Cô có làm video hướng dẫn rồi đấy Ở đầu trang Em có thể vào xem rồi bây giờ ở đây ai ai mất gốc tiếng Anh thì cô sẽ hướng dẫn này có nhiều không nào? Đấy mình đã làm làm xong 30 câu nha. Thì bạn chú ý cho cô cái lịch like này. Cô sẽ chữa 30 câu vào các tối 2, 4, 5, 7 chủ nhật Và những câu mà ở trong cái đề like của cô là những câu cô Cô soạn Được chưa? Cô trích ra trong các cái đề kiểm tra Rồi Thì tất cả những bạn cấp 2, cấp 3 đều có thể học Và có thể sẽ trúng Được chưa? Trúng trong đề kiểm tra đấy Rồi cảm ơn bạn Thu Huyền Lịch like là 9, 7 giờ 45 phút em nhé rồi cảm ơn bạn uh, Bạn Hân đã tặng hoa cho cô Rồi các bạn thả tin tích cực này Cô sẽ hướng dẫn các bạn cách học lấy gốc tiếng Anh này Cái này hôm trước rồi cô cũng có, có nói rồi Bây giờ mình bắt đầu từ đâu Thì tùy vào mục tiêu của bạn nữa Ví dụ như bạn học để giao tiếp Thì nó khác với bạn học để thi ở trên trường Các bạn đi hạ làm, các bạn đi học thì nó vẫn khác nhau đấy Rồi cảm ơn Nhi Hiệp đã tặng hoa cho cô thì chúng ta sẽ có này mình sẽ phải học phát âm từ vựng và ngữ pháp cơ bản nha. Thì đối với những bạn em mà bây giờ mất gốc mà em muốn muốn thi để điểm cao liền á thì tập trung hai cái từ vựng với ngữ pháp. Vì trong đề thi của em câu phát âm thì nó khá là ít và đặc biệt là cái 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 áp dụng cái bảng IPA á, thì nó chỉ chiếm có một câu đến hai câu thôi. Được chưa? Thì nếu như mà em muốn cải thiện điểm ấy thì em sẽ tập trung vào từ vựng và ngữ pháp. Vì từ vựng thì nó sẽ rơi vào các cái câu bài đọc nè. Chưa? và kể cả những câu ngữ pháp có những câu mình phải phải học từ vựng rồi học để thi đại học học để thi đại học thì cũng cũng như thế này thôi nói chung là mất gốc thì em sẽ phải lấy gốc trước rồi sau khi lấy được gốc thì mình mới bắt đầu luyện đề được chưa rồi ờ, ngữ pháp cơ bản cần ôn gì ạ à? thì bây giờ cô sẽ nói luôn này về từ vựng nha mất gốc thì mình sẽ tìm các chủ đề quen thuộc mình học trước Bây giờ cách đọc cách viết nghĩa loại từ đặt câu Đó là những cái mình cần về học về một từ Ví dụ Bây giờ mình học cái từ family Thì em sẽ phải biết cách nó đọc ra như thế nào Ví dụ như em không đọc được thì sao này em sẽ làm sao mà em nói được đúng không Rồi Thì em phải nhớ cách viết Nói chưa Nó có nghĩa là gì Nó là thuộc loại từ gì Và để mà em nhớ lâu thì em đặt câu với nó thì em mới nhớ được lâu Đó là cách học từ vựng Được chưa Thì sau khi học được những chủ đề quen thuộc này Thì em quay lại với sách giáo khoa phải học trong sách giáo khoa Được chưa nào Rồi Bạn Roseman đăng ký lớp học thì vào nhóm Được chưa Vào nhóm rồi mình sẽ nhắn cho cô nhé Rồi bây giờ qua ngữ pháp sẽ học gì Rồi chúng ta có ngữ pháp cơ bản thì đầu tiên phải học phần thì Được chưa Những bạn nào mất gốc không biết học cái gì Đầu tiên thì cứ vô phần thì Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn Được chưa rồi Sau đó học tương lai tiếp diễn Rồi mới đến à, hiện tại hoàn thành Được chưa? Đó là 6 cái cơ bản này Rồi sau đó thì mới học các cái như là bị động này Điều kiện so sánh Loại từ Rồi lớp học của cô là lớp online nhé Lớp lấy gốc này á, là tháng 11 Là gọi là lớp tháng 11 đấy Vì là cô sẽ khai giảng vào tháng 11 này rồi hiện tại thì hơn hơn 100 bạn đăng ký rồi em Làm sao mình biết được khóa khứ đơn vậy cô? Đấy Thì bây giờ em sẽ phải đọc lại lý thuyết thôi Em sẽ phải học thuộc cho cô dấu hiệu nhận biết Được chưa? Dấu hiệu nhận biết của thi khóa khứ đơn thì mới biết được Rồi sao phải học cấu trúc để Động từ chia như thế nào? Rồi lớp lấy gốc này để đăng ký thì em cứ vào nhóm này rồi nhắn tin cho cô nhé thì cô sẽ tư vấn cho em cái lộ trình học này thì em thấy nó có phù hợp hay không này rồi hình thức học thời gian học như nào nó có phù hợp hay không thì em mới đăng ký nhá cô có đăng lại like này nhá rồi và những cái lưu ý này nếu mà em muốn tự học thì em sẽ phải làm như thế nào này và em đăng ký lớp học của cô thì em sẽ được những cái gì này thì khi 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 mà mình học là mình phải tập uh, phải phải chọn cái tài liệu học rất là quan trọng nhá Em mà chọn sai tài liệu học, em mà học sai kiến thức là rất là nguy hiểm, đúng không? Đầu tiên phải học kiến thức chuẩn. Đấy chưa? Thì mình sẽ phải tìm những quyển sách uh, những cái nguồn tài liệu nào mà nó có uy tín, được chưa? Rồi những cái tác giả mà đã có kinh nghiệm lâu năm đã viết rất là nhiều sách và người ta học rất là nhiều rồi ấy. Rồi, thứ hai là lộ trình. Lộ trình cũng rất là quan trọng, ví dụ như là mình mình đi đường mà mình không 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 có không biết đường đi rồi mình không có bản đồ nữa thì mình sẽ rất là bị lạc đúng không? đấy thì cái lộ trình học là cái mà dẫn em đến đích này, Vì em em không biết bắt đầu từ đâu thì em rất là dễ bị lạc, em đang mất gốc mà em vô em gặp một cái phần nâng cao là em học luôn, thì em sẽ không hiểu được, và sẽ có những cái phần mà liên quan tới nhau ví dụ như không học phần thì thì không học được cái phần câu trực tiếp gián tiếp chắc chắn luôn, đúng không? đấy khi mà mình học Phần thì này chưa học này Nên mà nhảy qua học những phần này, này chắc chắn không làm được Đấy thì cái lộ trình học rất là quan trọng Tiếp theo là phương pháp học Cái khung thời gian học thì nó cũng rất là quan trọng luôn Tại mình mỗi người có một phương pháp khác nhau Thì mình phải thử thôi Đấy chưa Mình phải thử để mình biết là Mình phù hợp với cái nào Và cái cuối cùng là cái sự kiên trì mà các bạn học này Đấy chưa Mình có thể học theo nhóm hoặc cặp đôi với bạn Để động viên nhau học tập Nó tạo ra cái, cái, cái động lực cho nhau rồi Bạn nào có muốn hỏi gì nữa không Về đăng ký cái lớp của cô mà Lớp của cô thì tất nhiên nó sẽ đáp ứng được tất cả những yêu cầu này rồi Tài liệu học là do cô biên soạn Lộ trình học cô đưa ra à, Các bạn Cô sẽ có cái phương pháp dạy học giúp các bạn có thể lấy gốc được chắc chắn luôn được chưa Và sẽ có cái nhóm học tập Để các bạn Tất cả những bạn mất gốc sẽ vô một cái nhóm Mình sẽ có thể trao đổi với nhau này Chia sẻ này Hỏi đáp này Đấy, thì các bạn sẽ có cái động lực học, được chưa? Và chắc chắn là sau 4,5 tháng thôi 4 tháng rưỡi là bạn sẽ lấy được gốc Các bạn cấp 2, cấp 3 kể cả đại học Hay là đi làm Được chưa nào Học từ giờ tới thi, thi, của tuyển sinh có kịp không cô? Chắc chắn là kịp lấy gốc à, Tùy vào cái mục tiêu của em Mục tiêu của em mà 8 cộng á Thì sẽ hơi vất vả Vì bây giờ em phải lấy gốc lại đã Thì em mới luyện đề nữa Rồi đăng ký ở đâu học phí như thế nào Thì em sẽ vô nhóm này Sau em nhắn cho nick cô hạnh Hái xem nào em sẽ thấy cái cái nick này của cô gửi tài liệu cho các bạn ấy cho em nhắn tin cho cô để cho em muốn đăng ký khóa lấy gốc rồi cô sẽ tư vấn cho em một cái lớp mà nó phù hợp được chưa nào à, cô phải xem mục tiêu của bạn học là như thế nào này rồi cô đưa ra cho các bạn một cái cái thông tin về cái lộ trình học này bạn phải 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 xem xét nó có phù hợp với mình không đã đấy mới đăng ký được đúng không rồi các bạn còn hỏi gì nữa không nào còn những bạn nào mà mình đã có gốc tiếng anh có những mình nắm được hết tất cả những chuyên đề cơ bản rồi ở thì bạn có thể theo dõi like và học miễn phí được chưa à, mọi người tim tích cực Đấy, cô sẽ like đều đạn vào các cái ngày này rồi cảm ơn bạn dương văn vũ riêng lớp lấy gốc này là lớp có phí này được chưa nào còn tài liệu và học qua học qua uh, livestream ở đây nó là miễn phí Ngọc Huyền có đăng lại like ở đâu Em sẽ bấm vô link này sẽ thấy hướng dẫn nha Đăng lại like ở đâu sẽ Bấm vô link ở đầu trang cô sẽ thấy hướng dẫn Rồi các bạn nào hỏi cô gì nữa không Ở đây chắc chắn là có những bạn đã học Cái lớp lấy gốc của cô rồi Thế bạn có thể review lại cho những bạn khác Rồi bạn Trang nhá, bạn Trang muốn biết nhiều thông tin về lớp đó thì bạn sẽ vô nhóm tài liệu miễn phí nhá. Rồi bạn sẽ nhắn tin cho cô, xem nào. Đúng rồi, cô dạy online nhé rồi cô có người yêu rồi nha Bạn Phương Lê nha <laughs> Rồi còn câu gì để hỏi cô nữa không nào À ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học theo cái lịch này nhá Mai là thứ năm này Thì ngày mai cô sẽ gửi tài liệu cho các bạn đó, Rồi sau đó là chúng ta sẽ làm bài thôi Rồi mọi người thả tim tích cực nha Chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây Nếu bạn không có thắc mắc à, Riêng cái lớp lấy gốc này sẽ học trong nhóm kín em nhé bạn oanh nhá, nhóm kín vì dành cho những bạn nào đăng ký thôi. Nhóm kín và sẽ lưu toàn bộ cái video theo cái lộ trình luôn. Thì bạn vô học thì, ví dụ cấp 2 bạn học lên cấp 3 bạn vẫn có thể vô ôn lại bài. Rồi bạn thư yếu môn Anh lắm nhưng học không vô thì cứ thử học lớp lấy gốc của cô nhé. Xác định tính trạng từ như thế nào thì em xem video của cô có rồi nha bạn hi. Dựa vào đuôi, dựa vào hậu tố. Cô đã có video hướng dẫn rồi. bạn Phương lê chú ý cho cô cái like mà cô đang like đây này thì cô chữa bài tập thì không dành cho những bạn mất gốc nha còn lấy gốc là mình học trong cái nhóm kín được chưa bạn bé hàng muốn đăng ký thì bạn vào nhóm tài liệu miễn phí rồi nhắn tin cho cô nhé link nhóm ở đầu trang qua tuần tới các bạn sẽ kiểm tra nhiều đúng không thì qua tuần tới cô sẽ hỗ trợ các bạn um, hỗ trợ like chữa bài tập cho các bạn nhiều hơn được chưa nào cô sẽ hỗ trợ like cho các bạn nhiều hơn cái này lớp 9 bạn học là rất là phù hợp luôn vì có rất nhiều câu thi vào lớp mới còn những kiến thức lý thuyết khác nữa thì cô cô sẽ chia sẻ qua video nhé rồi trong lớp lấy gốc này này thì mình sẽ học phần thì tất nhiên rồi và ngoài phần thì ra thì mình sẽ học tất cả các chuyên đề trọng tâm như thế nào chứ không phải là học mỗi phần thì đâu Học từ vựng nữa nhé Rồi, lịch like của cô đây nha bạn Giang Lịch like của cô đây, các bạn đọc tờ giấy này giúp cô được chưa Rồi, thả tim tích cực nào Rồi, mình sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Còn ai muốn tự học thì vô vô lấy sách miễn phí tự học, được chưa? Bạn Hoa muốn hỏi chuyên đề trọng tâm là những gì thì Vô nhóm để nhắn tin cho cô nha Rồi ai muốn hỏi chuyên đề trọng tâm là cái gì Cũng có thể vô nhóm để nhắn tin cho cô được chưa nào Bạn Phương Lê à Học bao lâu lấy được gốc à 4 tháng rưỡi nhá Rồi những bạn nào yếu muốn học lại từ đầu thì Vô lớp này được chưa nhóm tài liệu cô có gửi tin nhắn vô cho các bạn bạn đọc cái hướng dẫn của cô được chưa bạn bạn anh lấy được gốc xong thì tùy vô mục tiêu của em thì em có thể học thêm khóa nâng cao nha bạn phước lộc xem lại like cô có hướng dẫn ở trong trong nhóm rồi nhá lịch like đây em nhé vô nhóm này này đọc cái tin nhắn của cô ở trong nhóm ấy Hướng dẫn lấy đề, lấy uh, sách rồi xem lại like như thế nào Sách thì hôm bữa cô vừa mới cập nhật lại trong nhóm Thì em vô phần file là em vẫn thấy Rồi Từ giờ đến Tết thì B1 à cái này thì phải tùy vô cái sự nỗ lực của em nữa Tại vì từ giờ đến Tết thì nó chưa hết cái lộ trình Tuy nhiên thì cô có thể hỗ trợ em học cấp tốc Cô có thể hỗ trợ em học cấp tốc bằng cách là cho em vô cái lớp cũ Nói chưa nào Thì mình sẽ phải có thời gian để để xem bài là được Học lấy gốc thi tuyển sinh trên 6 không cô? Nếu mà em nắm được hết thì có thể sẽ được trên 6 nha Nếu mà em nắm được hết những cái gì cô dạy ấy tốt nhất thì nên học thêm luyện đề để học thêm uh, cái cái các dạng bài đọc á tại vì trong lấy gốc thì mình không học bài đọc rồi em học 5 năm không hiểu gì mà xem vài video của cô lại hiểu đấy nó sẽ tùy vô cái phương pháp dạy học của mỗi người đấy em 12 mất gốc kịp thi đại học không ạ có tùy vô mục tiêu của em nữa các bạn có nghĩa là ví dụ em mục tiêu của em cao thì nó còn phụ thuộc vô cái 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 năng lực của em Thấy chưa Năng lực mà học Nó thẩm thấu đến đâu ấy Còn thời gian thì vẫn còn Đủ để học nhưng mà phải học sớm và cố gắng nhiều Thôi mất gốc mà mai em thi rồi Thì cô cũng bó tay rồi nhá Phải lo học sớm Có thể là ngày mai em chưa làm được Nhưng bây giờ em bắt đầu học cái khóa lấy gốc Thì qua kỳ hai em làm được Thấy chưa nào rồi bây giờ cô tắt like nha Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha